Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Vấn đề và Bình luận được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, những năm qua, công tác quản lý thị trường dược liệu, thuốc cổ truyền đã có những bước tiến rõ rệt, góp phần giữ ổn định thị trường, đảm bảo an toàn và chăm sóc hiệu quả sức khỏe cho nhân dân. Quá trình này có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị và cả ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Để hiểu rõ hơn về những chuyển biến tích cực này, trong chương trình Vấn đề bình luận ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế. Dạ vâng, xin cảm ơn MC. Xin kính chào quý khán giả xem truyền hình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội. Xin chào quý khán giả truyền hình. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tăng cường kiểm soát chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền là một trong những yêu cầu thường xuyên được ngành y tế đặt ra nhằm quản lý hiệu quả thị trường dược liệu, thuốc cổ truyền. Tháng 9 vừa qua, Sở Y tế Hà Nội liên tiếp nhận được những báo cáo mẫu dược liệu không đạt yêu cầu chất lượng từ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Để đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn để làm rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như việc kinh doanh dược liệu vị thuốc cổ truyền theo đúng như quy định hiện hành ngành y tế hà nội đã triển khai tăng cường việc lấy mẫu đối với các dược liệu vị thuốc có nguy cơ cao không đảm bảo chất lượng tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất dược liệu các bệnh viện có sử dụng dược liệu vị thuốc cổ truyền thuộc hà nội và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm À, vậy xin được hỏi ông Nguyễn Thành Đạt là ở điểm này của năm 2021 thì hiện nay Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực phẩm Hà Nội đã thực hiện kiểm nghiệm và phát hiện được bao nhiêu trường hợp vi phạm các quy định về chất lượng dược liệu cổ truyền ạ? À Thì cái, cái, cái vấn đề này thì là Trung tâm Kiểm nghiệm thì hôm nay là thực hiện theo cái kế hoạch của Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm nghiệm hàng năm. Thì trong năm 2021 đến hiện nay Trung tâm cũng đã đi kiểm tra và giám sát lấy mẫu uh, dược liệu vị thuốc cổ truyền tại khoảng 40 cơ sở trong đó có các uh, cơ sở như là bệnh viện phòng trần trị y học cổ truyền và các cái công ty sản xuất kinh doanh dược liệu vị thuốc cổ truyền uh, với trên tổng số mẫu lấy khoảng 180 mẫu thì trung tâm cũng đã phát hiện ra khoảng là uh, trên 20 mẫu uh, không đạt chất lượng cụ thể là 26 mẫu không đạt chất lượng trong đó là có 16 mẫu dược liệu và 10 mẫu vị thuốc y học cổ truyền là không đạt về chất lượng vâng. À, thưa ông Nguyễn Thành Đạt trong quá trình mà trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội kiểm nghiệm và phát hiện ra các mẫu dược liệu thuốc cổ truyền vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng thì ông nhận thấy là những sai phạm này thì có nguyên nhân chính là do đâu ạ? Thì cái nguyên nhân mà gây ra việc mà không đạt chất lượng về dược liệu và vị thuốc cổ truyền thì chúng ta thấy đầu tiên là về lỗi ở đây về những nơi mà bảo quản. Có những nơi mà không đủ điều kiện về bảo quản và không được đầu tư không được trang bị các cái thiết bị bảo quản thì dẫn đến việc là dược liệu hoặc là vị thuốc cổ truyền nó không đảm bảo chất lượng một nguyên nhân thứ hai nữa ở đây là cái việc mà họ uh, nhận thức về việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở làm sao cho nó phù hợp từ dược liệu sang vị thuốc hiện chưa được quan tâm và chưa được uh, chú trọng đặc biệt là với những cái uh, các cái cơ sở khám chữa bệnh họ không có cái kiến thức về việc uh, uh, xây dựng chất về về chất lượng cũng như là việc xây dựng tiêu chuẩn và kiểm nghiệm do đó là việc áp dụng một cách là không được đầy đủ và không được chính xác về cái việc mà chuyển từ chất lượng dữ liệu sang chất lượng vị dưỡng của truyền dẫn đến là bản thân họ gây ra những cái sai sót và những cái chất lượng không đảm bảo một cái thứ ba nữa ở đây là hiện nay là trên là nguồn dược liệu của Việt Nam đa phần là nhập khẩu thì trong cái việc nhập khẩu nó có sự nhầm lẫn về loài chủng chủng loại dược liệu Ví dụ như hiện nay là trên thị trường là người ta sử dụng rất nhiều là xuyên phòng phong thay cho phòng phong Và cái việc này dẫn đến là khi mà kiểm tra mà đánh giá theo cái dược điểm Việt Nam năm ấy Thì nó lại không đạt về mô tả và khi mà định tính đi lên thì thiếu một số các vết chính Hoặc là ví dụ như là tăng ký sinh chẳng hạn thì nó có hiện nay là có những phần mô tả nó có phần gân lá của gân của lá nhưng mà khi mà thực tế khi mà kiểm tra thì có lẫn vào đấy những cái loại mà không có lá không có gân và một số những cái Uh, ví dụ khác mà uh, dẫn đến là khi người ta sử dụng đây là nhầm lẫn về loài và cái việc mà nhầm lẫn về loài này dẫn đến là không đảm, không đáp ứng tiêu chuẩn uh, chất lượng mà theo các dược, các dược điển và các tiêu chuẩn đã quy định. nhưng Ngoài ra đây cũng thấy là một cái là chúng ta còn bỏ sót đó việc là việc đưa vào tiêu chuẩn hóa các cái việc dược dược liệu đặc hữu của Việt Nam mà có thể tên gần giống hoặc là tên giống với cái, cái tên của theo dược điển mà chúng ta chưa có việc khảo sát và nghiên cứu kỹ càng dẫn đến là có thể dược liệu đó trồng ở Việt Nam nhưng chất lượng nó có sẽ có sự mà thay đổi về cái mặt à, một số hoạt chất có thể thay đổi nhưng hoạt chất đấy có thể là không không phải là hoạt chất chính để là có cái công dụng chữa bệnh do đó chúng ta phải có nghiên cứu kỹ hơn nữa để đưa vào những cái mà sử dụng được các dược liệu trồng ở Việt Nam hoặc là những dược liệu đặc hữu của Việt Nam để chúng ta đưa vào công tác khám chữa bệnh. Được, được. À, rõ ràng là những sai phạm như vậy thì đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cao đối với những hoạt động khám chữa bệnh hoặc là các hoạt động khác có sử dụng dược liệu thuốc cổ truyền. À, vậy được xin được hỏi là ông Trần Minh Ngọc là đối với những sai phạm như trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội phát hiện thì đã được xử lý như thế nào ạ? Dạ vâng, đối với các cái dược liệu vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khi mà có những cái chỉ tiêu chất lượng không đảm bảo thì theo quy định tại luật dược 105 à, 2016 cũng như nghị định 54 2017 cũng như là thông tư 13 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền thì chúng tôi xử lý theo các cái quy trình cũng như các cái hướng dẫn trong các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được đưa ra. Rõ ràng là cái việc mà để đảm bảo được cái dược liệu hay là thuốc cổ truyền đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho người tiêu dùng thì công tác kiểm tra chất lượng của các trung tâm kiểm nghiệm hay là các viện kiểm nghiệm hệ thống kiểm nghiệm nói chung trên toàn quốc là cái đơn vị mà để, để, đi kiểm tra giám sát sau khi chúng tôi nhận được tất cả những cái phiếu báo cáo về đánh giá mà các cái mẫu dược liệu không đảm bảo chất lượng thì được xử lý theo các cái quy định hiện hành và chúng tôi có thường là sẽ ban hành các cái công văn gửi sở y tế niêm phong lô dược liệu không đảm bảo chất lượng cũng như là yêu cầu các cái doanh nghiệp phải thu hồi theo quy định À, như ông Trùng Minh Ngọc cũng vừa chia sẻ đó là công tác kiểm nghiệm chúng ta có thể thấy là có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy cụ thể thì nó sẽ góp phần hỗ trợ tích cực đối với công tác quản lý y dược nói chung của thành phố Hà Nội cũng như là cả nước như thế nào ạ? Dạ vâng, rõ ràng cái hệ thống kiểm nghiệm là cái cơ cơ, cơ các cái đơn vị các cửa cho cái việc mà đảm bảo cái dược liệu cũng như là thuốc cổ truyền được đảm bảo chất lượng góp phần cho cái việc sử dụng thuốc được an toàn và hiệu quả. Thì ở đây thì trong cái hệ thống kiểm nghiệm trên 63 tỉnh thành thì có đều có các cái trung tâm kiểm nghiệm thuốc và thực phẩm cũng như là hai cái viện kiểm nghiệm thuốc trực thuộc Bộ Y tế đó là Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương Hà Nội cũng như là Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh song song đó thì ở các cái thị trường mà sử dụng dược liệu lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì trung tâm kiểm nghiệm Hà Nội là một trong những cái trung tâm mà đạt cái tiêu chuẩn về GOP cũng như là các cái tiêu chuẩn về quốc tế về ISO cho trong cái lĩnh vực kiểm nghiệm thì rõ ràng ở đây thì các cái việc mà các trung tâm kiểm nghiệm sẽ giúp cho cái việc mà quản lý chất lượng dược liệu như thuốc cổ truyền ở trên thị trường được đảm bảo về mặt chất lượng góp phần cho cái đảm bảo tốt cho cái công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. À, thưa ông Nguyễn Thành Đạt trong quá trình mà trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội kiểm nghiệm chúng ta có gặp những cái thuận lợi và có những cái khó khăn gì ạ? Cái về mặt thuận lợi thì các cái văn bản quy phạm pháp luật các cái thông tư nghị định hướng dẫn của Bộ Y tế của cục quản lý y dược cổ truyền cũng đã là cơ bản là hoàn thiện về cho công tác của kiểm tra giám sát chất lượng và đặc biệt là cũng đã hoàn thiện về cái cách thức lấy mẫu ra ban hành là cách thức lấy mẫu cho phù hợp với cái tình hình thực tế trên trong trên thị trường. Ngoài ra thì có trung tâm cũng có một sự uh, thuận lợi đó là có kịp thời được sự chỉ đạo của cục y dược cổ truyền thường xuyên thường xuyên chỉ đạo của cục y dược cổ truyền và của sở y tế hà nội hướng dẫn và ban hành các văn bản và nhắc nhở trung tâm cũng như là hướng dẫn trung tâm yêu cầu trung tâm tham gia vào các hoạt động kiểm tra giám sát và lấy mẫu chất lượng thuốc trên thị trường à, hiện nay là các uh, cơ cái cơ, cơ, cơ sở uh, sản xuất sử dụng phân phối uh, dược liệu y học cổ truyền và vị thuốc dược cổ truyền thì hiện nay cơ bản là các cái doanh nghiệp họ đã rất quan tâm đến vấn đề chất lượng tăng cường cái việc đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là thường xuyên là tăng cường cái việc mà kiểm soát chất lượng từ đầu vào là từ từ kiểm soát nguyên liệu cho đến là việc kiểm soát thành phẩm trong cả quá trình như là đóng gói bảo quản ghi nhãn về dược liệu vị thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên trong quá trình này chúng thấy có những một số những cái khó khăn. Thứ nhất đấy khó khăn chúng ta thấy là với các cái cơ sở à, khám chữa bệnh đặc biệt với các cơ sở khám chữa bệnh công lập ấy, thì cái cơ sở vật chất dành cho cái việc mà bảo quản cũng như là à, chế biến các vị dược liệu à, vị thuốc y học cổ truyền vẫn còn được hạn chế. À, chưa được đầu tư đúng mức và cũng chưa được quan tâm nhiều. À, cái thứ hai là cái việc mà kiểm nghiệm các uh, các dược liệu cũng như các vị thuốc y học cổ truyền mà tại các cơ sở khám chữa bệnh đã chế biến thì hiện nay cũng chưa được quan tâm đúng mực. Việc này là họ cũng chưa được có những cái tiếp cận nhiều với việc mà tìm hiểu về việc xây dựng thẩm định tiêu chuẩn cơ sở cũng như là việc gửi mẫu hay hay là xây dựng các cái phòng labo đủ tiêu chuẩn để kiểm nghiệm um, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền khó khăn nữa trong trung tâm trong quá trình mà kiểm nghiệm mẫu là hiện nay có một số sự không thống nhất về mặt tiêu chuẩn chất lượng giữa các dược điển dược điển Trung Quốc, dược điển Việt Nam hay thậm chí có với Trung Quốc thì có cả sự không thống nhất giữa về dược điển bản tiếng Trung và bản tiếng Anh dịch ra nó có sự một vài điểm nó không thống nhất dẫn đến việc kết luận vẫn còn khó khăn. À thưa ông Trần Minh Ngọc vậy thì ông nhận thấy rằng là hiện nay nhận thức của các doanh nghiệp mà hoạt động trong lĩnh vực dược liệu thuốc cổ truyền thì đang có những chuyển biến tích cực như thế nào ạ? đối với cái chuyển biến đầu tiên là nhận thức của người dân à, song song đó thì cái nhận thức uh, của doanh nghiệp và của các cái người sử dụng à, đối với cái thuốc cổ truyền uh, vị thuốc uh, cũng như là dược liệu thì hệ thống uh, y tế về y học cổ truyền được sử dụng thì thầy thuốc thì được uh, phép là, là chế biến thuốc cũng như là được phép uh, bán thuốc cho người dân uh, thì cái nhận thức uh, từng bước đã được uh, nâng cao các cái doanh nghiệp đã đầu tư về cái cơ sở bảo quản thực hành tốt bảo quản thuốc cũng như là vị thuốc cũng như là đầu tư cơ sở hạ tầng cho cái việc mà trang thiết bị như cũng như là chế biến cũng như là đánh giá cái chất lượng à, dược liệu hiện nay thì cũng đã có hơn 30 các cái doanh nghiệp mà được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh dược phạm vi xuất nhập khẩu dược liệu và có cái kho bảo quản thực hành tốt dược liệu và tôi nghĩ rằng là cái ý thức của người dân trong một thời gian vừa rồi cũng như ý thức của doanh nghiệp được chuyển biến rất là rõ ràng, à, nó thể hiện ở cái số liệu về cái các cái dược liệu không đảm bảo chất lượng trong cái cơ sở khám chữa bệnh à, y tế công lập từ 13% năm à, 2015 xuống còn khoảng hơn 6% năm trong năm 2020 trên thực tế thì chất lượng dược liệu, vị thuốc và thuốc cổ truyền luôn là nỗi lo của người dân và liên quan tới vấn đề này thì bộ y tế cũng đã lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo là thông tư quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. À vậy thì xin hỏi ông Trần Minh Ngọc, thông tư lần này sẽ có những điểm mới căn bản nào để được xem là trọng tâm đóng góp cho phần cải thiện chất lượng của dược liệu, thuốc cổ truyền ạ? Dạ Vâng, dược liệu hay là vị thuốc cổ truyền hay thuốc cổ truyền hay thuốc nói chung muốn được sử dụng thì đều phải có tiêu chuẩn. À, về cái đánh giá chất lượng cũng như quy định về chất lượng của sản phẩm trước khi được lưu hành à, cái việc mà quản lý chất lượng thì đã được không phải là bây giờ chúng tôi bộ y tế mới xây dựng hướng dẫn mà thực tế thì hiện nay đã có các cái quy định về chất lượng dược liệu rất là lâu rồi à, hiện nay thì cục quản lý dược cổ truyền đang xin ý kiến rộng rãi của các cái đối tượng à, chịu sự tác động của phạm vi tác động của thông tư À, chúng tôi đang sửa đổi, thay đổi cái thông tư 13 năm 2018 sau khi mà à, ban hành và đưa vào à, ban hành và áp dụng thì sau hai sau hơn 2 năm thì cũng đã có một số những cái điểm nó chưa phù hợp. bởi vậy trong cái lần sửa đổi thông tư lần này thì cũng có một số cái điểm chính. À, cái thứ nhất là cái việc mà phân loại rõ cái việc à, dược liệu vị thuốc cổ truyền cũng như thuốc cổ truyền thành phẩm để có các cái căn cứ pháp lý để uh, xử lý nó phù hợp với từng cái đối tượng ở đây là đối tượng dược liệu riêng, uh, vị thuốc riêng và thuốc thành phẩm cổ truyền riêng. Đối với dược liệu thì nó được uh, xếp là nguyên liệu làm thuốc. Thì thì trong nghị định năm tư thì đối với cái việc vi phạm đối với nguyên liệu làm thuốc thì quy, quy định chung nó cũng chưa được cụ thể. Thì trong cái thông tư lần này thì chúng tôi cũng có uh, xây dựng và có những cái uh, tiêu chí để phân loại cái mức vi uh, phạm chất lượng cũng như là vị thuốc cũng như là thuốc cái thứ hai đó là quy định về cái nguồn gốc xuất xứ của cái dược liệu và vị thuốc. Để rõ ràng cái đối với cái nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu thì có cái nguồn gốc từ tự nhiên, từ động thực vật tự nhiên đạt cái tiêu chuẩn làm thuốc. bởi vậy cái nguồn gốc xuất xứ để kiểm soát được chất lượng thì cần phải kiểm soát cả một quá trình chứ không phải kiểm soát của một cái giai đoạn nhất định. cái thứ ba nó là cái quy định về cái việc và ban hành các cái tiêu chuẩn cơ sở hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp xây dựng các cái tiêu chuẩn cơ sở chất lượng à, về cho dược liệu cũng như vị thuốc cổ truyền cũng như là thuốc thành phẩm à, đặc biệt ở đây là hướng dẫn cho doanh nghiệp xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở cho các cái dược liệu để có phân loại được các cái dược liệu ở các cái mức chất lượng khác nhau đó là mức 1, là dược liệu loại 1 hay là dược liệu loại 2, dược liệu loại 3 để đáp ứng được cái trong phục vụ cho công tác đấu thầu cũng như công tác mua sắm à, từng bước để phân loại được các cái dược liệu ở các cái mức độ uh, mức độ chất lượng À, từ đó cũng có cái từ cái này thì cũng xây dựng cái mức độ vi phạm chất lượng dựa trên các cái đối tượng khác nhau để đảm bảo cho cái công tác xử lý sau này à, đối với nguyên liệu à, dược liệu thì có thể được à, tái sử dụng là nếu mà khi mà cái mức chất lượng một số cái mức chất lượng ví dụ như là trong cái điều kiện ở Việt Nam như anh đạt ở trung tâm kiểm nghiệm cũng có nói là phần lớn các cái dược liệu của chúng ta được nhập khẩu từ nước ngoài về thì trong khi đó chúng ta không có khả năng cung ứng thì một số cái nguyên liệu là dược liệu mà nó một số cái chỉ tiêu nó không đạt như là độ ẩm thì vẫn cho doanh nghiệp được phép mà khắc phục để đảm bảo được cái cung ứng đủ dược liệu sử dụng trong nước và rõ ràng là để thông tư có thể sớm triển khai và đi vào đời sống thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là vai trò của công tác kiểm nghiệm sẽ rất quan trọng à, thưa ông nguyễn thành đạt vậy thì cùng với sự tham gia tích cực của trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội và các cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra thì ông có cho rằng là chúng ta cũng cần đẩy mạnh hơn nữa về việc đào tạo hỗ trợ cho chính các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng dược liệu thuốc cổ truyền về chuyên môn cũng như là thiết bị kiểm tra nhằm giảm tải áp lực cho trung tâm cũng như là các cơ quan quản lý à, đồng thời là để các đơn vị này tự chịu trách nhiệm với chính mình với chính những sản phẩm mà mình sản xuất và sử dụng ạ. Trong thời gian vừa rồi thì các rất nhiều các doanh nghiệp mà sản xuất, đặc biệt các doanh, doanh nghiệp mà như anh Ngọc cũng đã nói là được được cấp phép vâng. về mặt chế biến và uh, nhập khẩu cái dược liệu thì cũng đã chủ động liên hệ với cái trung tâm trong công việc mà giúp các doanh nghiệp sự uh, nhờ trung tâm hỗ trợ giúp các doanh nghiệp này trong công cho các công tác như là đào tạo nhân sự cho việc kiểm soát chất lượng cũng như là uh, kiểm nghiệm trong labo những cái đơn vị khám chữa bệnh bằng à, y học cổ truyền đặc biệt là những cái à, bệnh viện y học cổ truyền hoặc là các cái khoa y học cổ truyền các bệnh viện đa khoa thì hiện nay cũng đã có một số chuyển biến ví dụ như là một số bệnh viện lớn như là các bệnh viện à, y học cổ truyền thì cũng đã có việc là liên hệ với trung tâm trong cái việc mà hỗ trợ họ xây dựng cũng như thẩm định tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thành phẩm do họ bào chế cái này thì à, trong thời gian tới nó có một cái là triển khai cái thông tư hai thông tư 32 của Bộ Y tế về cái việc mà các cái yêu cầu về điều kiện chế biến và bào chế vi thuốc cổ truyền cũng như là thuốc cổ truyền mà được triển khai rộng rãi thì cái tôi nghĩ là cái việc này nó sẽ được các đơn vị sẽ quan tâm hơn và để cho cái việc mà triển khai này thì thì trung tâm cũng đã có những cái bước mà rất là chủ động phối hợp với cả cục quản lý dược cổ truyền cũng như là phối hợp với các cái phòng ban của Sở Y tế sẽ trong thời gian tới sẽ đưa ra những cái buổi tập huấn đào tạo và phổ biến những cái thông tư này đến cho các cái cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền và các cái doanh nghiệp đặc biệt là trong thời gian tới các thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái việc mà tăng cường kiểm tra giám sát tại các cái, cái phòng chẩn trị y học cổ truyền và cái này là thấy là cái, cái cái một cái mảng rất là lớn nhưng mà chúng tôi cũng chưa thời gian vừa rồi cũng chưa có điều kiện để có thể là ừ, sâu sát hơn nữa thì nhân thì nhân cái có cái việc mà ban hành và triển khai cái thông tư 32 này thì chúng tôi sẽ có những cái bước mà hỗ trợ cho họ về công tác từ thay đổi từ nhận thức đến như các hành động của họ trong việc kiểm soát chất lượng và dẫn, dần dần sẽ đưa đến việc mà đảm bảo chất lượng tốt hơn cho cái công tác chế biến bào chế thuốc diệt cổ truyền. À, thời gian qua thì chúng ta cũng đã có những điểm nhấn trong công tác quản lý dược liệu và đặc biệt ở đó chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin. À, ứng dụng công nghệ thông tin vào thì sẽ giúp chúng ta giảm thiểu đi được những cái thủ tục hành chính không đáng có cũng như là tiết kiệm thời gian hơn như thế nào ạ? Dạ vâng, à, như quý vị đều biết thì Bộ Y tế là một trong những cái bộ mà thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 à, từ tháng 6 năm 2020 là 100% các cái dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế đều được triển khai thực hiện và thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế về cái việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính như cấp phép mà cũng như là quản lý về mặt chất lượng cũng như là các cái quản lý khác thì đối với cục quản lý dược cổ truyền cũng đã được sự chỉ đạo của của lãnh đạo Bộ Y tế thì chúng tôi có xây dựng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như là quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc thì cái hệ thống này thì cũng đã đã tập huấn cho mở một lớp tập huấn cho hơn 300 lượt cán bộ của các doanh nghiệp tham gia thì cái việc ứng dụng công nghệ thông tin thì trong cái thời đại số thì tôi nghĩ là cái điều đó là tất yếu chúng ta phải triển khai cũng như là triển khai cái quyết định 100 của thủ tướng về cái việc mà xây dựng các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các cái sản phẩm nói chung thì trong đó đối với các cái lĩnh vực về dược liệu và thuốc cổ truyền cũng như sản phẩm từ dược liệu thì cục y dược cổ truyền cũng đã và đang xây dựng và đang chạy thử nghiệm cái hệ thống Uh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng của dược liệu vị thuốc cổ truyền ở đó thì có các cái các cái phần mềm khác nhau từ cái việc mà truy xuất từ cái nguồn gốc chất lượng uh, dược liệu nhập khẩu uh, từ nước ngoài cũng như là cái việc mà truy xuất được cái vùng trồng mã vùng trồng uh, trong nước cũng như là cái việc truy xuất các cái dược liệu được khai thác tự nhiên cũng như là tiến tới để xây dựng một cái hệ thống truy xuất các cái sản phẩm từ dược liệu uh, hoàn toàn chúng ta có thể đối với người tiêu dùng có thể chỉ cần quét mã qr bằng smartphone là có thể biết được cái dược liệu này được trồng ở đâu nhập khẩu ở đâu và do công ty nào à, cung cấp thì cái này là cái mà chúng tôi thấy rằng là cái việc để quản lý được chất lượng à, thuốc thì phải quản lý được từ cái nguồn nguyên liệu cũng như là cái xuất xứ nguồn gốc à, của cái nguồn nguyên liệu đó có đảm ừ. bảo được cái à, chất lượng hay không thì đấy là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin là như vậy Vâng. À, rõ ràng đó là những tín hiệu rất tích cực và chúng ta cùng kỳ vọng là các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp và các cơ sở khám chữa bệnh thì cũng sẽ luôn có trách nhiệm đối với mỗi dược liệu thuốc cổ truyền sử dụng để chăm sóc cho sức khỏe người dân dân à, Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo